Xin chào cả nhà, lại là em đây, em Hảo Siếc đây. Hôm nay vẫn như mọi ngày, sáng sớm em dậy là em cho đàn cún của em ăn. Đấy. Và hôm nay em sẽ hướng dẫn cách chăm sóc của em cún chửa và cún vừa mới đẻ. Em sẽ cho đàn cún của em ăn đã. Rồi em sẽ chia sẻ tiếp theo cho các bác ăn cái này cơ. Đấy, thấy không? Nó chửa nên là ăn rất khỏe. Đấy. Cún chửa sau khi sinh trước sau 10 ngày em sẽ bổ sung cái viên thuốc canxi này, bổ sung thêm cho nó, bởi vì khi mà chuẩn bị sinh và sau khi sinh cần một khối lượng canxi rất là lớn, nên là em sẽ bổ sung thẳng trực tiếp vào đây cho con cún. Em sẽ để đây. Đó. Nhà có hai con, cái này thì chia ra một con là vừa đẻ được hơn 10 ngày, một con thì chuẩn bị đẻ. Như con này em sẽ cho ăn trực tiếp. Rồi. Em sẽ tập cho nó luôn. Nào, chờ. Ở bên này nhá. Nó nhẹ đâu. Nào. Ăn đi. Đây các bạn. Giờ đấy. Còn đây con này chỗ đấy, đây con này đẻ được 4 con chỗ đấy, và em sẽ gọi nó ra chờ lệnh để ăn. Lu rồi, ngồi xuống. Tôm tôm chờ. Nào, ngồi ngồi xuống, ngồi yên chờ đấy. Khoảng tầm lúc sau và mà cho ăn, lệnh càng lâu thì càng tốt. Đó. Bắt đầu nhìn thấy cơm với cả thức ăn. Chờ. Ăn đi. Đó là suất của con nào con sẽ ăn, chứ không ăn tranh nhau được. Em mỗi ngày buổi sáng em sẽ tập cho con nó như thế, để cho nó thành một cái lề lếp. Nhà nuôi chó nên nuôi hai con để nó ganh ăn với cả nhau thì nó sẽ khỏe hơn, với cả nó được chơi đùa cả nhau. Nếu các bạn xem video mà thấy hữu ích thì hãy like và chia sẻ cái kinh nghiệm chăm sóc cún của mình. Xin cảm ơn. Đây là canxi của em bổ sung cho cún, nó đầy đủ các chất nên là dùng cái này của người đó rất là thích hợp. Em dùng thấy hiệu quả nên em lại mua tiếp nọ nữa cho nó ăn. Nhà cứ ăn cơm xong thì mình sẽ chuẩn bị những đồ ăn thừa còn lại để nấu cho cún, có cả xương chim này, canh các thứ mình sẽ đổ vào để nấu cho nó ăn. Nhiều người hỏi chó đẻ nên cho ăn cá không? Mình thì không cho ăn. Cá thì có nhiều chất tanh nên là gây ảnh hưởng cho cả mẹ lẫn con khi đường ruột nó vẫn còn non yếu. Để cho đảm bảo thì tốt nhất là không nên cho ăn. Những thứ mình cho vào nấu thì có
rau sống này, rau thơm này, xương chim và giò mới ăn thừa, cả chuối. Mình không phải tiết kiệm đâu, mình cho chuối vào đấy để mục đích bổ sung cho nó cái chất xơ, bởi vì là khi mà chó đẻ thì nó rất là nóng nên là dễ bị táo bón. Mình cho ăn cái loại rất tốt và mình sẽ đun nó lên. Cái đồ này thì đun nó cũng đơn giản thôi, các cái đồ này đã chín sẵn rồi, mình chỉ cần đun khoảng tầm 70-80% là được. Bây giờ mình sẽ sôi lên là mình sẽ có thể là bỏ ra, bắt bếp đi.